Hi, xin chào các bạn, mình là Khoa, chào mừng các bạn đến với channel của mình ha. Tiếp tục series về ẩm thực ăn uống. Hôm nay mình sẽ làm một cái món rất là đặc biệt, đó chính là trứng luộc. Món đó có gì đâu đặc biệt ba. Ok, để rồi xem. Mình vừa dọn nhà và tìm thấy một mớ đèn cầy. Các bạn có thể thấy không, đây đèn cầy phía sau mình nè. Thì mình sực nghĩ ra một cái ý tưởng, đó chính là mình sẽ luộc trứng bằng sáp nến. Rồi, nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Ở đây đó là bốn cây đèn cầy. Các bạn có thấy mấy cái cây đèn cầy này bao giờ chưa? Đây là những cái cây đèn cầy mà ở trong đám cưới á, người ta hay bỏ trong cái mấy cái mâm quả. Đó là một cặp đèn cầy nha. Các bạn nào không biết á, thì sau này kết hôn mình sẽ biết. Và tiếp theo đó là cồn. Cái bếp này để lát nữa mình sẽ nung nóng cái đèn cầy này ra ha. Đây là cái nồi của mình nè các bạn. Đó, mình sẽ lấy một cái nắp đã bỏ rồi, mình tận dụng lại, mình làm cái nồi ha. Rồi, cái nguyên liệu không thể thiếu đó chính là trứng gà. Nè, các bạn thấy trứng gà không? Đây, mình đã mua ở Bách Hóa Xanh nha. À, các bạn đừng để ý mấy cái thùng mót này nha. Mấy con quỷ gà nó vô, nó cắn tùm lum tà la này. Nè, hư luôn cái thùng mót của mình rồi. Và tiếp theo đó chính là giấy bạc. Lát nữa mình sẽ lấy giấy bạc này và mình gói cái trứng này vô. Sau đó mình sẽ bỏ vô trong kia ha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn đây. Rồi, mình đã có một cái bếp rồi nha. Đặt mấy cái cục gạch ở đây để che gió nha các bạn. Mình thấy mưa râm râm rồi, trời cũng đã chuyển gió rồi. Giờ đây nè, bỏ cồn vô đây rồi nha. Lát nữa mình sẽ nấu cái này luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bỏ đèn cầy. Đèn cầy đâu rồi? Đây. Đây, đèn cầy đây. Mình sẽ bỏ đây. Rồi, bây giờ mình sẽ nhóm bếp lên nha. À quên, trước khi mà mình nung nóng sáp lên á, thì bây giờ mình sẽ lấy giấy bạc và mình cuộn trứng vô nha. Để lát nữa mình sẽ lấy trứng đó bỏ vô trong sáp nóng chảy cho nó khỏi dính nến ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở trứng gà ra nè, quá đã luôn nha. Đây, rồi đây là giấy bạc nè. Mọi người có thể mua giấy bạc này ở bất kỳ cái cửa hàng tạp hóa nào luôn, tại cái giấy này nó không có hiếm nha. Đó, bây giờ mình sẽ lấy trứng gà đây, xé ra. Rồi mình sẽ được một cái tấm giấy bạc này. Sau đó lấy trứng gà bỏ vô đây, cuốn lại. Cuốn cho nó đều đều lại, chứ không là lát nữa sáp nến nó chạy vô là khỏi ăn được luôn á. Tiếp. Rồi, đây một trứng, hai trứng, ba trứng. Rồi bây giờ mình chỉ làm ba trứng này thôi nha các bạn, tại vì làm nhiều thì không có ai ăn, mà bỏ thì rất là ổn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đốt cái bếp này lên ha. Đây mình sẽ đã bỏ sẵn cồn rồi, bật lên. Rồi để cho nó nóng xíu rồi mình sẽ bỏ cái này vô. Rồi cái nồi của mình đã nóng rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ sáp nến vô. Rồi đây, đã kia chưa. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái cây để mà mình quậy 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 nó lên nha. Nó chảy ra được nhiều rồi nè các bạn. Hồi xưa là mình hả siêu nghịch mấy cái nến này luôn nè. Lát nữa sau khi mà mình bỏ vô đây mình luộc trứng á, sẽ có một bất ngờ dành cho các bạn. Các bạn nhớ theo dõi đến cuối video nha. Đây mình sẽ để cho nó tự chảy ra ha. À, những cái bạn nào mà chưa có nick Facebook của mình á, thì các bạn có thể click vào cái link ở bên dưới, ngay chỗ cái phần mô tả sẽ có đường link vào nick Facebook của mình nha. Rồi mình sẽ kết bạn với tất cả mọi người và sẽ trả lời tin nhắn của tất cả các bạn. Ôi, nó bắt đầu nó chảy ra rồi nè các bạn. Tình hình là sáp nến nó đã sôi rồi nha các bạn. Nó giống như là dầu luôn rồi nè. Đó, nó đã tan chảy hết luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ mấy cái trứng gà vô ha. Đây, trứng gà đây. Sẽ bỏ vô. Rồi.
nó không ngập được. Rồi mình sẽ bỏ vô nha. Nè, đã ghê chưa. Các bạn có biết tại sao mình bọc giấy bạc vào đây không? Thứ nhất, nó sẽ làm cho ngăn cách, nó là một cái lớp ngăn cách giữa trứng và sắp nến, để lát nữa mình có ăn thì mình sẽ lấy ra cho nó dễ. Thứ hai là cái giấy bạc này nè, nó sẽ giữ nhiệt và nó sẽ mau chín cái trứng ở bên trong ha. Đó, rồi bây giờ mình chỉ việc là ngồi đợi thôi. Chắc là bây giờ mình sẽ lấy mấy cái trứng này lên, tại vì nãy giờ nó sôi cũng khá nhiều rồi nha các bạn. Các bạn có thấy ngoài sau không? Đây, mình để mình cho các bạn xem cận cảnh ha. Đó, trời ơi, nó sôi cục luôn nè, nó sôi như dầu vậy đó. Rồi, bây giờ sẽ có trò hay cho tất cả các bạn cùng xem nha. Bây giờ mình sẽ vớt trứng ra và có một cái trò rất là đặc biệt cho các bạn. Và các bạn cùng theo dõi tiếp nha. Đừng bỏ qua bất kỳ một giây nào, tại vì sau đây là những cái thước phim rất là đã. Bỏ đây, bỏ vô. Rồi, tạm thời mình sẽ để trứng ở đây cho nó nguội bớt nha. Bây giờ mình sẽ có cái trò cực kỳ hay dành cho các bạn. Mình đã lấy trứng ra hết rồi, bây giờ mình sẽ chơi cái trò này ha các bạn ha. Các bạn có thấy cái gạo nước đây mình để đây không? Không biết là hồi nhỏ các bạn có hay nghịch nến không? Có nghĩa là khi mà đốt cái nến lên á, đợi cho nó nóng nóng một xíu, cái lát nữa mình ngậm nước ở trong miệng, cái mình phun ra cái á, thì nó sẽ phực lên á. Ok, bây giờ mình sẽ chơi lớn, mình sẽ thả nước, đổ nguyên cái gạo nước này vô trong cái chảo nến kia luôn nha, để xem coi nó có cái hiện tượng gì xảy ra hay không nha. Rồi, bắt đầu. Tuy nhiên là cái này khá là nguy hiểm, cho nên mình sẽ dùng hằng di như là một vật thế mạng. Vô ai? Đổ mắt. Từ từ. Ê, đổ nhẹ nhẹ thôi nha, không là nó sẽ bị ngã cái bếp của tao á. Mày đổ từ trên, mày đổ xuống coi. Mày ghê bà. Không có chỉ đạo. Rồi các bạn chú ý nha, mình chỉ làm một lần thôi nha. Đổ hết vô. À, bể trứng rồi. Có bể không? Có bể không? Rồi mình sẽ cho các bạn coi nha. Ôi nó có phục lên các bạn ơi, nó chỉ vậy thôi nè. Chắc là ây da. Chắc là nó chưa đủ độ nóng hay sao á. Bây giờ mình sẽ đổ thêm một ít nước vô đó nữa nha. Tiếp gì, tiếp gì. Ăn từ từ. Mình lấy cái này ấy lại. Ây da. Trời ơi, nó sôi cục sôi như dầu vậy. Đó đó. Rồi ok, bây giờ đến cái phần rất là quan trọng. Mình sẽ thử cái sản phẩm của chính mình làm ha. Có chuẩn bị ở đây một chén muối tiêu và một ly nước. Rồi bây giờ mình sẽ mở trứng này ra ha. Trời ơi, nó toàn là sáp không nè các bạn ơi. Đó. Mình đã bọc vô rất là nhiều lớp giấy bạc mà nó vẫn còn sáp, nó chạy vô đây luôn. Trời ơi, sáp nó dính. À, nóng quá. Rồi, một lớp giấy bạc nha. Tiếp. À. Hai lớp giấy bạc và vẫn còn sáp. Trời. Giấy nó vô tới tận đây luôn nha các bạn. Đây nè. Rồi. Đây là cái trứng của mình, nóng quá. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem cái sản phẩm của mình ha. Nó dính quá trời sáp luôn. Mình nghĩ là nó chưa chín. Tuy nhiên là nó chín lắm luôn rồi đó. Nè. Nè các bạn có thể thấy trứng của mình nè. Đó. À không, trứng gà chứ không phải trứng của mình. Nhầm. Rồi, thấy chưa? Thấy rõ không? Trời ơi, trắng ngần muối quá rồi. Cũng khá ngon đó chứ bộ. Nè các bạn thấy trứng ha. Đây mình sẽ zoom camera gần lại cho các bạn xem ha. Nè, trứng nó chín nè. Ôi ôi, thấy chưa? Thấy nó chín chín. Nó chín rất là kỹ luôn á. Đã chưa? Cái món này cực kỳ khó làm nha các bạn. Mình nghĩ là các bạn nào mà giỏi quá thì sẽ không làm được đâu. Nè, chấm một miếng muối tiêu. Rồi, sau đó bỏ vô miệng. Tuyệt vời.
Ui ngon quá. Cái này phải chi nó là trứng lòng đào á, thì còn ngon hơn nữa ha. Mà tại vì mình không có canh được cái khoảng thời gian nó chín lòng đào. Đào quá. Cho tao trứng ai? Quên gì. Má nãy tao là từ nãy tao đổ nước vô mày đốt cho lan mày. Đây Duy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó một trứng để nó ăn nha. Công hồi nãy nó làm cắt ca đơ thế thân cho mình. Ê, cái đủ. What the fuck? Vậy sao tao ăn ba? Sắp đến nó đã vô trong đây luôn rồi các bạn ơi. Súp. Rồi xong. Thôi bỏ trứng đó đi mày ơi. Nó dính tùm lum. Ê, tính ra ba trứng mà tao gỡ cái trứng này ra không bị gì luôn á. Thôi trứng mày không bị gì luôn á. Cái trứng này nó siêu ngon luôn nha các bạn. Còn cái trứng con Duy nè, các bạn có thể thấy trứng con Duy bên kia. Đó. Cái những cái ăn được không? Lòng đỏ có ăn được hay gì nè. Nè. Đúng rồi, không có mùi sáp nha các bạn. Nè, hy sinh ăn luôn á. Ồ, chưa chấm muối hả? Ừ, không chấm nữa à. Ngon. Ngon. Trời tao làm mà mày, tuyệt vời. Rồi còn một ít mình sẽ ăn hết luôn rồi mình sẽ kết thúc video nha. Nè các bạn thấy không, nó chín rất là đều. Đó. Chấm một miếng muối. Bỏ vô miệng. Tuyệt vời. Mình sẽ ăn nốt cái trứng này luôn rồi mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.